tóm tắt nhanh vụ án ỉnh ụp ám ảnh toàn cầu của gã quỷ Diddy. Diddy vừa chính thức bị bắt vào ngày 16 tháng 9 vì nhiều tội danh như âm mưu tống tiền, buôn bán ỉnh ụp bằng vũ lực và vận chuyển để tham gia bán hoa. Vụ bắt giữ diễn ra sau một cuộc đột kích nhà riêng của Diddy tại Los Angeles và Miami vào 6 tháng trước. Tại cuộc đột kích này, cảnh sát đã thu được nhiều bằng chứng về các hoạt động giống như những buổi tiệc thác loạn. Theo đó, Diddy bị cáo buộc điều hành một đế chế tội phạm ỉnh ụp từ năm 2008 cho tới nay. Vụ bắt giữ ông trùm Diddy đã hé lộ nhiều mặt tối của ngành công nghiệp giải trí tại Hollywood. Mà theo như ông trùm Suge Knight thì đây là nơi nhiều nghệ sĩ trẻ phải chịu cảnh bị lạm dụng. Dưới đây là toàn cảnh quá trình điều tra cũng như bắt giữ Diddy. Ngày 16 tháng 11 năm 2023, vụ việc bắt đầu khi Cassie Ventura, bạn gái cũ Diddy, tố cáo anh bạo hành và tấn công ỉnh ụp cô suốt nhiều năm. Cassie Ventura đệ trình vụ kiện lên tòa án liên bang với nội dung tiết lộ Diddy dễ nổi cơn thịnh nộ không thể kiểm soát và đánh đập cô một cách tàn bạo. Theo đơn kiện, Cassie Ventura cho biết bản thân bị Diddy chuốc thuốc, ép cô quan hệ với những người đàn ông khác và cưỡng ép cô tại nhà riêng. Về phần Diddy, thông qua luật sư riêng, nam rapper kịch liệt phủ nhận những cáo buộc. Ngày 17 tháng 11 năm 2023, vụ kiện được giải quyết nhanh với tốc độ đáng kinh ngạc chỉ một ngày sau khi Cassie Ventura nộp đơn. Các điều khoản của bản thỏa thuận được giữ bí mật. Trong một tuyên bố, Diddy nói, chúng tôi đã quyết định giải quyết vấn đề này một cách thân thiện. Tôi chúc Cassie và gia đình cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Thân ái, ngày 19 tháng 11 năm 2023. Theo hồ sơ tòa án sau đó của các công tố viên, Diddy đã thực hiện nhiều cuộc gọi được ghi âm tới một nạn nhân khác bị anh ta lạm dụng. Diddy yêu cầu cô ấy ủng hộ và kết bạn cũng như cố gắng thuyết phục đối phương rằng cô ấy đã tự nguyện tham gia vào các hành vi cấu thành tội lạm dụng ỉnh ụp. Ngày 23 tháng 11 năm 2023, hai phụ nữ khác xuất hiện và cáo buộc Diddy về tội lạm dụng ỉnh ụp. Họ tố cáo Diddy có hành vi tấn công ỉnh ụp, đánh đập và ép dùng thuốc vào đầu những năm 1990. Các luật sư của Diddy gọi những cáo buộc này là sai sự thật. Ngày 28 tháng 11 năm 2023, Diddy tạm thời từ chức chủ tịch của mạng lưới truyền hình Cap Revolt vì làn sóng cáo buộc lạm dụng ỉnh ụp. Ngày 6 tháng 12 năm 2023, một phụ nữ khác tiếp tục tố cáo Diddy cùng hai người đàn ông đã cưỡng ép quan hệ khi cô mới 17 tuổi vào năm 2003. Theo người phụ nữ này, thời điểm đó cô bị cho dùng chất cấm và rượu mất đi ý thức chống cự. Sau đó, Diddy cùng những người đàn ông này đã thay phiên nhau quan hệ với cô. Về phần mình, trong một bài đăng ngay sau đó trên Instagram, Diddy phủ nhận mọi cáo buộc, tôi không làm bất kỳ điều tồi tệ nào. Tôi sẽ đấu tranh vì tên tuổi, gia đình và sự thật cho bản thân. Ngày 26 tháng 2 năm 2024, một nhà sản xuất âm nhạc đệ đơn kiện cáo buộc Diddy vì đã tấn công ỉnh ụp và ép anh ta quan hệ với gái bán hoa. Đơn kiện đưa ra một danh sách dài các hoạt động có khả năng là bất hợp pháp liên quan đến chất cấm và ỉnh ụp mà nhà sản xuất này cho biết anh ta đã chứng kiến. Một luật sư của Diddy gọi những cáo buộc này là hoàn toàn hư cấu. Ngày 25 tháng 3 năm 2024, lực lượng an ninh khu vực đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà của Diddy ở Los Angeles và Miami. Thời điểm đó, Diddy đang sống tại một trong những căn biệt thự của mình ở Miami. Hai người con trai của Diddy bị còng tay trong quá trình khám xét căn biệt thự ở Los Angeles. Ngày 26 tháng 3 năm 2024, luật sư của Diddy gọi các cuộc đột kích là sử dụng vũ lực một cách thô bạo và nói rằng nam rapper vô tội và sẽ tiếp tục đấu tranh để minh oan. Ngày 10 tháng 5 năm 2024, Diddy yêu cầu một thẩm phán liên bang bác bỏ vụ kiện ngày 6 tháng 12 cáo buộc nam rapper và hai bị cáo cưỡng ép một cô gái khi người này mới 17 tuổi. Ngày 17 tháng 5 năm 2024, CNN phát sóng video CCTV cho thấy Diddy đã tấn công bạn gái cũ Cassie Ventura tại hành lang khách sạn vào năm 2016. Video này gần giống với một vụ tấn công được mô tả trong đơn kiện của cô. Trong đơn kiện nói rằng Diddy đã đấm cô vào đêm đó và cô đang cố gắng rời khỏi khách sạn Intercontinental ở Los Angeles trước khi Diddy tỉnh dậy và đuổi theo. Trong đoạn phim, Diddy chỉ quấn một chiếc khăn đã đấm, đá và ném Ventura xuống sàn. Đơn kiện cáo buộc Diddy đã trả 50.000 đô la Mỹ trên 1.2 tỷ đồng để xóa video vào thời điểm đó. Ngày 19 tháng 5 năm 2024, Diddy đăng một video trên Instagram và Facebook xin lỗi vì vụ tấn công Ventura. Đây là lần đầu tiên nam rapper thực sự thừa nhận hành vi sai trái kể từ khi loạt cáo buộc bắt đầu. Ngày 10 tháng 6 năm 2024, theo yêu cầu của thị trưởng New York Eric Adams, Diddy trả lại chìa khóa cho thành phố. Ông Eric Adams đã gửi thư cho Diddy để hủy bỏ vinh dự này như một phần của hậu quả từ vụ rò rỉ video nam rapper đánh Cassie. Thị trưởng New York cho biết ông vô cùng đau khổ vì video đó. Eric Adams đã trao chìa khóa cho Diddy tại một buổi lễ vào năm 2023. Một ngày trước đó, Đại học Hogwarts tuyên bố đã hủy bỏ bằng danh dự được trao cho Diddy và giải thể chương trình học bổng mang tên nam rapper. Ngày 26 tháng 8 năm 2024, là một phần của quá trình kháng cáo, Diddy yêu cầu một thẩm phán liên bang bác bỏ vụ kiện hồi tháng 2 của nhà sản xuất âm nhạc. Các luật sư của Diddy cho biết vụ kiện tràn ngập những câu chuyện bịa đặt, kịch tính ghê rợn, những lời cáo buộc vô nghĩa về mặt pháp lý và những lời dối trá trắng trợn mà mục đích chỉ là tạo ra sự cường điệu trên phương tiện truyền thông và khai thác nó để đạt được thỏa thuận. Ngày 5 tháng 9 năm 2024, theo đơn kiện sau đó được các luật sư của Diddy đệ trình, nam rapper sẽ đến New York và đăng ký vào một khách sạn ở Manhattan để chuẩn bị cho bản cáo trạng, tự thú. Ngày 11 tháng 9 năm 2024, Diddy bị ca sĩ Don Richard kiện vì có hành vi lạm dụng về mặt tâm lý và thể chất, bao gồm cả việc sờ mó. Nữ ca sĩ cho biết cô đã phải chịu đựng khi Diddy giúp cô khởi nghiệp. Richard, thành viên của nhóm nhạc nữ Danity Khan và nổi tiếng khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Making The Band của một thành viên, cáo buộc trong vụ kiện rằng cô đã chứng kiến Diddy lạm dụng ca sĩ và sợ ông chủ này.
Người đại diện của Diddy cáo buộc Richard đã cố gắng viết lại lịch sử bằng cách bịa ra một loạt các tuyên bố sai sự thật với hy vọng cố gắng kiếm được tiền. Đúng vào thời điểm phát hành album và chuyến lưu diễn báo chí của cô ấy, ngày 16 tháng 9 năm 2024, Diddy bị bắt vào đêm thứ hai tại khách sạn Manhattan sau khi bồi thẩm đoàn kết tội. Luật sư của Diddy gọi đó là một vụ truy tố bất công đối với một người không hoàn hảo, không phải là tội phạm. Luật sư cho biết Diddy đã lên kế hoạch tự thú, nhưng anh ta đã bị bắt trước. Ngày 17 tháng 9 năm 2024, bản cáo trạng chống lại Diddy đã được công bố. Bản cáo trạng mô tả nam rapper là người đứng đầu một đế chế tội phạm tham gia hoặc cố gắng tham gia vào hoạt động buôn bán ỉ ục, cưỡng ép, vận chuyển nhằm mục đích bán hoa, tội phạm ma túy, bắt cóc, đốt phá, hối lộ và cản trở công lý. Báo cáo nói rằng Diddy có hành vi lạm dụng kéo dài và phổ biến đối với phụ nữ cùng những người khác, bao gồm cả bạo lực thể xác, nhằm thỏa mãn ham muốn ỉ ục, bảo vệ danh tiếng và che giấu hành vi của mình. Ngày 18 tháng 9 năm 2024, trong một buổi họp báo vào ngày 18 tháng 9, ông Damian Williams, trưởng lý Mỹ tại quận Nam New York đã chia sẻ thông tin liên quan tới vụ án của ông trùm Diddy. Theo ông Damian Williams, nhà của Diddy ở Los Angeles và Miami đã bị đột kích vào tháng 3 năm 2024. Trong cuộc đột kích này, cơ quan chức năng đã tìm thấy đồ dùng cho các bữa tiệc thác loạn, bao gồm thuốc và hơn 1.000 chai dầu em bé và chất bôi chân được cho là sử dụng để trang bị các phòng khách cho những cuộc chơi bí mật. Diddy đã bị từ chối tại ngoại vào ngày 17 tháng 9 sau khi không nhận tội. Phiên điều trần tiếp theo của Diddy được ấn định vào 2 giờ chiều ngày 9 tháng 10 tới đây.